Xin chào quý khán giả và bà con ngư dân. Sau những ngày biển lặng sóng yên, dự báo trong những ngày tới, khối không khí từ phía đông sẽ có xu hướng lấn dần về phía tây, tạo điều kiện hình thành rãnh áp thấp có trục tây bắc đông nam, khiến cho gió ở vùng biển phía bắc biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa chuyển dần sang hướng đông đến đông nam. Từ chiều tối mai, thời tiết sẽ chuyển xấu với mưa dông nhiều hơn, khiến tầm nhìn giảm. Còn khu vực phía nam biển Đông, trong đó có huyện đảo Trường Sa, gió thịnh hành theo hướng tây nam hoạt động mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, gây ra tình trạng sóng cao biển động. Bà con ngư dân cần lưu ý khả năng hình thành và phát triển của vùng nhiễu động trên giải áp thấp này đi kèm với mưa dông, nguy hiểm với các hiện tượng dông lốc và gió giật cũng gia tăng. Đến với hải trình ra vào các đảo, thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai, vùng biển phía bắc của Vịnh Bắc Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Hải Phòng ra đảo Bạch Long Vĩ, thời tiết vẫn ổn định, gió chuyển dần sang hướng nam đến đông nam, cường độ chỉ ở mức cấp 4, biển êm. Tuy nhiên, từ khoảng ngày 6 tháng 7, trên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rào và dông đi kèm với lốc xoáy và gió giật mạnh. Dọc theo vùng biển khu vực miền Trung từ Quảng Trị trở vào đến tận Bình Thuận, trong đó có tuyến hải trình từ Sa Kỳ ra huyện đảo Lý Sơn, dự báo trong đêm nay và ngày mai, gió trên khu vực có hướng đông nam ở phía bắc và tây nam ở phía nam với cường độ trung bình nên không gây biển động. Vùng biển phía đông của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Bà Rịa Vũng Tàu ra đến Côn Đảo, gió tây nam có xu hướng hoạt động mạnh dần lên mức cấp 5, có lúc cấp 6 gây biển động. Ngoài ra, mưa dông cũng gia tăng khiến tầm nhìn xa giảm thấp. Vùng biển tây của Nam Bộ, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, trong đêm nay ngày mai, gió cũng có hướng tây nam nhưng cường độ chỉ ở mức cấp 4 nên sóng biển không cao. Về chiều tối trời có mưa dông đi kèm với thời tiết xấu. Bản tin thời tiết biển hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin thời tiết tiếp theo.